Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Kinh hãi lời khai của nghi phạm vụ sát hại người tình bằng cyanua rồi lao xe xuống đèo Bảo Lộc. Ngày 25 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với Trần Nguyễn Thu Trang để làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân là anh M.H.V. sinh năm 1986, trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Hành vi bất thường của Trần Nguyễn Thu Trang, sinh năm 1985, ngụ thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đã ngay lập tức dấy lên nghi ngờ rằng vụ tai nạn giao thông trên đèo Bảo Lộc thực chất là một vụ án mạng với thủ đoạn cực kỳ tàn độc. Các cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ nguyên nhân và động cơ của vụ việc này. Theo khai nhận ban đầu, Trang đã sử dụng chất độc cyanua để sát hại anh V. Nguyên nhân của hành vi này được xác định là do ghen tuông và mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra để làm rõ toàn bộ vụ việc. Trước đó, vào ngày 21 tháng 10, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại đèo Bảo Lộc. Người đi đường phát hiện một chiếc ô tô con 5 chỗ màu đen cách mặt đèo hơn 50 mét về phía ta luy âm. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, họ đã đưa Trần Nguyễn Thu Trang tới bệnh viện trong tình trạng chấn thương nhẹ. Tuy nhiên, họ phát hiện anh MHV đã tử vong bên trong ô tô. Sự việc nhanh chóng dấy lên nghi ngờ và được điều tra thêm. Khi tiếp xúc với Trần Nguyễn Thu Trang tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện nhiều điểm bất thường trong lời khai của cô. Những mâu thuẫn trong câu chuyện đã khiến các cán bộ nghi ngờ về sự liên quan của Trang đến cái chết của nạn nhân. Sự việc nhanh chóng được báo cáo lên Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng. Đại tá Đinh Xuân Huy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an thành phố Bảo Lộc cùng các đơn vị nghiệp vụ khác tiến hành điều tra khẩn trương vụ án. Các điều tra viên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi, đồng thời đấu tranh lấy lời khai từ Trần Nguyễn Thu Trang. Các chứng cứ thu thập được tại hiện trường đã buộc Trang phải thừa nhận rằng vụ việc không phải là tai nạn thông thường mà là hành động có chủ đích của cô. Trang cũng thừa nhận rằng anh MHV đã tử vong trước khi chiếc xe lao xuống vực sâu. Tại cơ quan điều tra, Trần Nguyễn Thu Trang đã khai nhận rằng cô chính là người đã sát hại anh MHV bằng chất độc cyanua. Nguyên nhân của hành động này xuất phát từ mâu thuẫn trong chuyện tình cảm giữa hai người. Đối tượng cho rằng thời gian gần đây, ngoài quen mình, anh MHV còn quen một cô gái khác. Điều này khiến Trang vô cùng tức tối, cơn ghen tuông mù quáng lên tới đỉnh điểm. Ban đầu, đối tượng có ý định tự tử nên đã lên mạng đặt mua thuốc độc cyanua với 6 viên dạng nén. Nhận được thuốc, Trang lấy một ít hòa vào thức ăn cho con mèo ăn thử. Khoảng 2 phút sau, con mèo lăn ra chết tức tưởi. Trần Nguyễn Thu Trang quyết định quay sang đầu độc bạn trai thay vì đầu độc chính mình như dự tính ban đầu. Ngày 20 tháng 10, trên đường từ thành phố Cao Lãnh về thành phố Hồ Chí Minh, Trần Nguyễn Thu Trang đã dùng chất độc cyanua để đầu độc anh MHV, khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, cô chở thi thể anh V đến một nhà trọ ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, rồi ở lại qua đêm. Sáng ngày 21 tháng 10, Trang lái ô tô con chở thi thể anh V ngược lên tỉnh Lâm Đồng tới địa phận đèo Bảo Lộc. Trang lái xe lên xuống đèo nhiều lần. Khi tìm vị trí thích hợp, đối tượng điều khiển xe lao xuống vực sâu với mục đích tự tử. Túi khí bung ra, Trần Nguyễn Thu Trang chỉ bị thương nhẹ. Từ lời khai của Trần Nguyễn Thu Trang và các chứng cứ thu thập được qua khám nghiệm hiện trường cũng như tử thi, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng để điều tra, làm rõ vụ án giết người. Ngoài vụ án xảy ra lần này, trước đó đã có rất nhiều vụ đầu độc giết người bằng chất cyanua gây ra hậu quả rất thương tâm. Tận tay đưa cyanua cho chồng uống rồi thản nhiên chứng kiến cái chết đau đớn. Trước vụ việc trên, tại Đồng Nai cũng đã xảy ra một vụ đầu độc người thân bằng cyanua rúng động dư luận. Nguyễn Thị Hồng Bích, một người phụ nữ mang trong mình sự lạnh lùng và tàn độc đến khó tin, hành động đầu độc chồng của mình bằng cyanua, chứng kiến tận mắt cảnh anh uống viên thuốc định mệnh mà không mảy may biểu lộ chút cảm xúc nào, đã lột tả rõ nét tính cách tàn nhẫn của Bích. Theo lời khai của Bích, vào tháng 10 năm 2023, cô đã mở hộc tủ trong nhà vệ sinh, lấy bình thuốc cyanua rồi cẩn thận cho vào viên thuốc con nhộng. Sau đó, cô đặt viên thuốc này vào bình thuốc của chồng NTTT, một hành động được chuẩn bị kỹ lưỡng và có tính toán. Sự chuẩn bị này cho thấy Bích đã lên kế hoạch tỉ mỉ để thực hiện hành vi tàn độc của mình. Điểm đặc biệt tàn nhẫn trong hành vi của Bích là cô đã tận mắt chứng kiến chồng mình uống viên thuốc chứa cyanua mà không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Sự thờ ơ này không chỉ thể hiện sự lạnh lùng mà còn cho thấy một tâm lý tàn ác. Bất chấp tình cảm vợ chồng đã cùng nhau chung sống nhiều năm và có với nhau một đứa con chung, nguyên nhân mà Bích đưa ra cho hành vi tàn ác của mình
là do chồng vướng vào cờ bạc. Thay vì tìm cách giải quyết vấn đề bằng các biện pháp khác, Bích đã chọn con đường tàn độc nhất, hạ độc chồng. Điều này cho thấy sự ích kỷ và thù hận đã lấn át toàn bộ lý trí và tình cảm của cô. Bích không chỉ muốn loại bỏ chồng ra khỏi cuộc đời mình, mà còn muốn trừng phạt anh một cách khắc nghiệt nhất. Vụ đầu độc cyanua ở Đồng Nai, hàng xóm sốc về nghi phạm. Chiều ngày 5 tháng 7, nhiều người dân tại giáo xứ Bắc Minh, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghĩ về việc 5 thành viên trong gia đình ở địa phương lần lượt qua đời nghi do bị đầu độc bằng cyanua. Trưa cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích, sinh năm 1986, để điều tra về tội giết người. Căn nhà gia đình có 5 người qua đời là một tiệm bán cơm tấm trên đường Hùng Vương, xã Vĩnh Thanh. Bà Nguyễn Thị Hương, 41 tuổi, sống cách tiệm cơm khoảng 200m, cho biết mọi người quá sốc khi biết bà Bích là nghi phạm đầu độc cháu ruột. Trong số 5 người chết bất thường có cả chồng và con trai của Bích. Theo bà Hương, khoảng tháng 10 năm 2023, ông NTTT, sinh năm 1985, chồng Bích, sau 8 lần đi bệnh viện điều trị với triệu chứng tức ngực đau tim, đã qua đời. Người dân địa phương trong giáo xứ Bắc Minh đến chia buồn cùng gia đình Bích. Mọi người xem cái chết của T là như số trời đã định. Khoảng 2 tháng sau, ông Nguyễn Văn Hải, cha Bích, cũng đột ngột qua đời với triệu chứng tức ngực, đau tim, nôn ói, giống hệt con rể. Một lần nữa, người dân địa phương cũng vô cùng xót xa, đến chia buồn cùng gia đình Bích. Mọi người cũng không thấy lạ gì bởi ông Hải từng có tiền sử bệnh tai biến. Thế nhưng, khoảng 1 tháng sau, bé M, con Bích, bất ngờ đau bụng, tức ngực dữ dội. Khi xe cấp cứu đến đưa vào bệnh viện, bé M đã không qua khỏi. Lúc này, người dân địa phương bắt đầu đặt câu hỏi, vì sao gia đình ông Hải liên tục có người chết trong thời gian ngắn? Chúng tôi bàn tán chắc do người nhà đi coi thầy chôn cất tê, chồng Bích, không đúng giờ tốt nên gia đình bị trùng tang, đi viếng đám tang, nhưng ai cũng hoang mang, thoáng chút lo sợ, bà Hương nói. Theo người phụ nữ, xuyên suốt thời gian diễn ra lễ tang của con trai, Bích không có biểu hiện đau buồn khóc lóc. Chôn cất con xong, Bích vẫn đi ăn sáng, nhậu nhẹt, bình thường. Bích nói, con trai có gen di truyền giống cha, phát bệnh và chết giống cha nên không có gì bất thường, bà Hương kể lại với vẻ thất thần. Tiếp lời bà Hương, ông Tê, 51 tuổi, ngụ địa phương cho biết, khi đứa cháu ngoại và cháu nội ông Hải tiếp tục qua đời, người dân địa phương bắt đầu kinh hãi. Họ không hiểu vì sao trong thời gian chưa đến một năm mà có đến 5 người trong gia đình ông Hải chết liên quan đến vấn đề tim mạch, nôn ói. Theo ông Tê, nhà có nhiều người chết như vậy, nhưng mọi người thấy Bích không bộc lộ nhiều cảm xúc khi đi ra đường. Bích vẫn tiếp tục bán cơm trưa và đi ăn nhậu vào buổi chiều như không có chuyện gì xảy ra. Có hôm tôi hỏi Bích là nhiều người trong nhà chết vậy có sợ không? Bích nói cô có đi xem bói và thầy cho biết sẽ có nhiều người trong nhà chết nữa. Ông Tê kể lại với vẻ mặt bàng hoàng. Mới đây, cháu nội ông Hải là NHBT 18 tuổi được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh. Tại bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Tê được xác định ngộ độc chất cyanua. Gia đình bên ngoại của anh NHBT đã làm đơn trình báo công an. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Bích là nghi phạm đầu độc cháu ruột và đã bắt giữ Bích. Tại cơ quan điều tra, Bích thừa nhận hành vi đầu độc cháu của mình. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.